Rồi, chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em xin phép được lên một cái clip để quay giao lưu cùng cả nhà mình một cái lô mai gốc nhất ghép giống mai siêu bông Sài Gòn ha. Thì là một trong những cái giống hiện tại là đang rất là hot trên thị trường, được rất là nhiều những cái nhà vườn lớn ghép cũng như là rất là nhiều anh em ưa chuộng, lý do cái bông nó rất là to ha, đặc tính nó rất là dễ nuôi. Thì, cái bông rất là to. Thì hôm nay em quay giao lưu với cả nhà mình một cái lô siêu bông Sài Gòn. Thì cái lô này nó em cũng mới dở bịch được thời gian nha cả nhà, thì nó tầm khoảng một tấc em thôi nha, một tấc thôi đấy. Thì cái cây nó hiện tại như thế này, thì gốc nó đẹp hết, như cái gốc cái chàng gốc bên này thì cũng là nó, nhưng mà em đã làm đế rồi, em môi lên cho em xịt nước ra thì cả nhà mình thấy không, cái lô nó gốc đẹp cực kỳ luôn, mấy anh em về nuôi lâu dài cũng rất là ok luôn. Thì mấy cái này cũng vậy thôi đó, mấy anh em thấy không, nó nằm nó núp ở dưới á, tại em chưa có làm lên. À, mấy anh em thấy không, củ đế rất đẹp luôn. Thì cái dòng siêu bông Sài Gòn này á, thì nó được cái là nó hoa nó rất là to nha cả nhà, hoa rất là to với sức sống nó mạnh. Thì cái lô này á, thì em giao lưu với cả nhà mình 150.000 đồng một cây. Thì hiện tại trên thị trường có nhiều cái luồng cái nguồn giống ha, cũng như cái nguồn giá. Thì thứ nhất bên vườn nhà em á, thì cái gốc nó rất là đẹp như cả nhà mình thấy trước mắt em ha, gốc rất là đẹp. Thứ hai là gốc nó to nha cả nhà, mấy anh em để ý cái gốc em nó to. Thì tiền nào của đó, thì có một số nhà vườn hiện tại bán 150, 120, 150, 200 đủ loại, nhưng mà cỡ em thì bằng mấy ngón tay thì em bán 150 một cây. Thì em ship từ hai cây nha cả nhà, em ship từ hai cây. Thì mấy chị em mình có nhu cầu thì alo em. Thì cái số lượng em cũng trồng vừa được khoảng 300 cây đó. Thì do cái cây mới ghép ha, do cái cây mới ghép lên, thì trong quá trình vận chuyển thì đôi khi nó sẽ có bị gãy, bị sứt, bị hư gì đó, thì cái đó là ít thôi, tại vì bên tụi em đóng hàng quanh năm nên cái vấn đề đó là cũng hạn chế lắm. Thì thí dụ như có bị gãy bị hư này nọ thì em sẽ đổi lại cho cả nhà mình, em sẽ gửi cây khác, mấy anh em mình an tâm, hoặc là em sẽ chuyển tiền lại cho cả nhà mình. Nhưng mà đa phần thì mấy anh em muốn mua giống để muốn mua cây để về làm giống, nên nên thì sẽ muốn là bên em chuyển cây khác ha. Thì cái đó thì bên nhà vườn em cũng chấp nhận, tại vì những cái mặt hàng này đang hút quá, rất là nhiều anh em điện rồi kêu em đăng lên để giao lưu với cả nhà mình đó, nên thì em đăng hơi sớm ha. Nhưng mà đa phần là gốc đẹp như bên này hết nè, 100% nè. Cái này thì nó chưa lên tầm bằng này, nhưng mà em làm cái bộ đế lên mấy anh em thấy ha, thì đế rất là đẹp luôn. Lô này đế thì ok, cả nhà mình khỏi có lo gì. Thêm cái nữa thì bên bên vườn nhà em thì còn để trong cái bịch nhỏ như thế này, về cả nhà mình thay qua cái chậu nhựa lớn hoặc là cái bịch lớn thì nó sẽ tiện hơn. Thấy không nhỉ? Đây nè. Thì về mấy anh em cứ để đại đi, để đại cho nó ổn lên già cơ thì mình thay qua. Dù có một số anh em người ta muốn thay qua cái chậu đẹp á, thay qua chậu đẹp để mini chơi luôn, thì giờ em thay qua chậu lớn, thay qua cái chậu nhựa C5 hoặc C6, rồi về mấy anh em bóp bầu nữa, cái ra giờ thành ra cái cây mình yếu. Còn cái này nè cả nhà, về mình xé cái bọc, xé cái bọc là mình ịn vô cái chậu đẹp luôn là ok luôn, mình chơi bonsai mini mình chơi luôn ha. Xé cái bọc thôi, đừng có gớ gì tới phân phướng nó, là vậy là ok, cái bịch nó gọn như nè ha. Thì gốc rất là đẹp luôn, mấy này về mấy anh chị em mình chơi bonsai mini thì khỏi phải bàn gì trơn ha. Thì cái vấn đề như nãy giờ em nói là có bị gãy bị hư gì thì em sẽ đổi cái khác. Bên vườn nhà em sẽ giao lưu với cả nhà mình cái giá là 150.000 đồng một cây, từ hai cây em sẽ ship cho cả nhà mình ha. Rất là đẹp luôn ha, rất là dễ thương, cũ cũ vậy không cả nhà. Thì hầu như 100% là đế đẹp, lò xo hoặc là đế cục ha, cục thì cục bự chảng luôn, lò xo thì cái lò xo bít cái bịch luôn, mấy anh em coi bít cái bịch luôn nè. Rồi thì em xin nhắc lại một mức giá một lần nữa ha. Thì cái lô này là siêu bông Sài Gòn, em giao lưu với cả nhà mình 150.000 đồng một cây, em ship từ hai cây, em bao phí ship luôn hả cả nhà. Rồi em xin kết thúc cái clip tại đây, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui, là nhiều sức khỏe trong mùa dịch, cũng như là gặp mọi điều vạn sự như ý ở đầu năm ha. Chào tạm biệt cả nhà.